Váy váy ui rồi, ui rồi. Thơm này, con này gọi là thơm này, ớt xả rồi. Ui. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo là của mình. Ok, mà mấy thằng trẻ nghe thì chào các bạn đi. Tôi Hữu Mạnh, chào lên cho anh em. Tôi Đôn Trẻ, chào lên cho anh em. Tôi Văn Tiến, chào lên cho anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay anh em mình đang ở đồng. Ở đây hôm nay có vài, có thêm vài gương mặt nữa các bạn ạ. Đây là anh em bạn bè của mình gọi là đi cùng để lướng gà. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện clip đó chính là clip lướng gà ngoài đồng các bạn ạ. Bây giờ sẽ đi ra chọn địa điểm. Chọn địa điểm để bắt đầu lướng gà nha, chuẩn bị nước ngọt rồi gà giếc rất là nhiều rồi. Nói chung là mình mất cả buổi sáng để chuẩn bị rồi. Hiện tại bây giờ đang là 2 giờ chiều. Anh em mình bắt đầu đi ra đồng để lướng gà, không biết là đến khi nào mới có thể chín được đây. Không biết là từ giờ đến 5 6 giờ tối mà không chín được thì có lẽ cái clip này sẽ thất bại. Ok. Rồi anh em mình sẽ bắt đầu đi chọn địa điểm nhá. Đi vào, đang đi vào rừng rậm đến nơi rồi các bạn ạ. Cả mấy con phì phì chân bụng. Phì phì ở đâu? Ở đây. Rồi. Thành công rồi. Ui. Ui, chỗ này rậm rạp quá, không biết là lên đi đường nào đây. Đây là mình đi lên chỗ nhà Tiến các bạn ạ. Đây, sẽ đi vào chỗ rừng rậm rạp này nhá. Nào đi thôi. Tao có phì phì ở chân không? Tiến. Hả? Đây là mình đang đi lên đồng chỗ đoạn nhà Tiến các bạn ạ. Rất là rậm rạp luôn. Đó, anh em thấy không? Rắn hổ mang luôn. Rậm rạp vãi cả trưởng luôn. Ok. Có rắn hổ mang á? Anh em đề phòng nhá, đi vào những cái chỗ rừng rậm như này là rất là nguy hiểm. Mình đang thấy run hết cả người rồi. Run vãi trưởng. Rồi, sau một thời gian đi qua cái rừng rậm này thì chuẩn bị đến cái chỗ gọi là địa điểm đẹp để lướng gà rồi. Xem có lá khô không, cháy mẹ hết rừng. Lá khô thì chắc là tí. Đập mẹ vịt các bạn ơi. Hả? Đập mẹ con vịt kìa. Ờ, đây có rất nhiều vịt các bạn ạ. Hay là anh em bọn tôi là bắt luôn cái chỗ vịt kia để lướng luôn xem thế nào nhỉ? Ý kiến thế nào Mạnh? Hay. Hả? Hay. Bắt cả đàn vịt ra thịt. Đúng. Ok. Ok, là mình sẽ anh em mình đã đến gọi là cái địa điểm đẹp rồi. Anh em mình đã tìm được cái gọi là cái địa điểm đẹp để anh em mình lướng rồi các bạn ạ. Đây như có bãi lướng rồi. Đây anh em mình đang chuẩn bị hai con gà luôn các bạn ạ. Hai con gà. Bọn này đang tự sướng cho nhau rồi. Hai thằng to như trâu này mình phải mua hai con gà các bạn ạ. Không là sợ là mua một con gà nhiều người ăn không đủ nên anh em mình mua hai con gà. Bây giờ phải chuẩn bị đồ để chuẩn bị gì đây. Gà hai con này, rồi chanh với cả muối, xả rất là nhiều xả luôn. Nhãn mang đi để ăn phụ nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cho ba thằng này nhiệm vụ, đó chính là đi lấy cối là một này. Cối thì chắc là lấy luôn cái ba lét kia để lướng này. Cối rồi máy lửa có mang rồi đúng không? Thiếu gì nữa không? Với cả một ít cối con để nhóm nó. Và đất sét, thằng nào nhận đi lấy đất sét đây. Hả? Tiến á? Đi lấy đất sét. Con này rảnh quá đi đang câu cá luôn các bạn ạ. Tiến này lui đây ăn chục gà rồi. Đây là một chuồng gà mắc nhiều luôn. Thế này đáng ra không phải mua gà lên đây bắt đập luôn ở đây nhanh nhỉ. Đúng không? Này đang câu cá rồi các bạn ạ. Đó. Đi lướng gà nhưng mà đi câu cá nhá. Nào bây giờ Tiến sẽ đi có nhiệm vụ đi lấy đất sét nhá. Ok. Anh em mình bây giờ sẽ đi chuẩn bị đã, xong rồi mà một lát nữa sẽ bắt đầu lướng gà đắp đất sét các bạn ạ. Kia là chú bố Tiến các bạn ạ. Đang xúc đất sét hộ anh em mình, lấy đất sét để đắp gà luôn. Mạnh trẻ nghe đang đi cá cắn à? Ê. Đang lấy đất sét để bọn mình dắp nhá. Bọn nó đã lấy được lá sen này các bạn này, lá sen rồi bùn, đây là đất sét các bạn ạ, không phải là bùn. Bây giờ sẽ bó con gà vào các bạn nhá. Bó con gà vào. Còn bây giờ ba lét này thì phải Tiến nó đang lấy cái xà cầy ra để cậy cái củi này để anh mình nướng. Đó. Nào, đắp đi. Đôn trà đâu, Mạnh nhau. Đúng rồi.
đổ gà rồi, đổ rồi, bây giờ làm một cái máng đi. Đất sét luôn. Làm một cái máng bo đất sét ở ngoài luôn. Đây đất sét luôn các bạn ạ. Đất sét đó đắp vào gà anh mình nhận lướng, không biết là mấy tiếng mới chín. Đắp vào. Đây. Đây bọn mình sẽ lướng ở đây. Tại vì chú sợ vào cây chết mất cây. Em bị điên làm trầu gò. Lật cả máng luôn anh một. Làm gì á? Cả máng à. Cả máng là như nào? Sợ. Lật đứt xiết. Lật trong cái chỗ vào. Đây là đặt một máng ở dưới trước, xong bắt đầu mình lật nó lại, xong bắt đầu mình để gà vào trong. Làm đi, kiểu lật trước đi. Hơi kỳ công một tí các bạn ạ, mất công chuẩn bị rất là nhiều luôn. Mỗi thằng một việc. Rồi, đang cậy gỗ để cho mình lướng này. Bên này một chuồng gà luôn, rất là nhiều gà, mắc nhiều gà đấy, mình đã cho các bạn xem rồi. Thì nó hết gà thì bắt thịt luôn. Dưới kia đang một đàn vịt đấy. Ăn ngon quá là chắc là xuống bắt vịt mấy gà thịt luôn các bạn ạ. Và anh em mình đã đắp đất đã quên đắp mộ cuộc tình hai con gà đây rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cho củi vào để anh em mình lướng các bạn nhá. Nào cho củi vào đi. Củi đã tắt rồi các bạn ạ, nhưng mà anh em mình vẫn để ủ khoảng độ 5-10 phút nữa thì xong, bây giờ là sẽ đến cái phần gọi là ngâm nước ngọt với cả bia vào trong cái thau này, là tháo đá ra đi đun chè. Tháo đá ra, đổ nước vào. Kia là nước sôi à? Đó, cho nước vào tí mát các bạn ạ, mát là thưởng thức. Bây giờ sẽ đợi gà chín ra là xử lý rồi. Đây muối đang chuẩn bị để anh em mình làm muối đây rồi. Cái gì đây? Muối hào hảo, mì tôm hào hảo, chanh muối, mắc nhiều muối luôn. Đây có cái bát thì bị vỡ mất rồi, bây giờ phải dùng cái bát kia các bạn ạ. Thấy mát chưa? Không biết là cái món gà này khi mà bỏ ra không biết là có chín được chưa các bạn ạ. Không biết là chín chưa, nếu mà chín thì là chắc là rất là ngon đấy. Mình đang nghĩ đến thôi mà đang chảy hết cả nước miếng ra rồi. Xéo à? Thằng kia bị xéo chưa? À, thế à? Anh em vẫn đang chờ, trong lúc chờ đợi này rảnh rỗi rồi nè. Cái câu được mấy con cá rồi, câu được 3 con cá luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ làm nước chấm các bạn ạ. Nào, cho bỏ chanh với cả muối vào đi. Muối hảo hảo, chua chua cay cay, ăn mắc phê luôn. Bỏ vào. Hương đồng gió lội, thấy mát không? Hả? Đổ hết muối vào luôn, tí mình chấm một thả. Bỏ vào. Xong kia lấy ướt được con gà cho vào đây chứ. Ướt được gà bằng cây. Bà kheo. Ăn mùi rồi đi. Tổ mồm ăn. Cho một hai quả chanh thôi, nó nhiều quá. Thôi, đánh nó lên xem nào. Cho lúc lửa quả kia đi. Không nhiều đâu, cho quả lửa. Cho lửa quả lửa không? Vất vả không? Rồi thôi chưa? Được, mắc phê ừ, luôn ta. Rồi, thế được rồi. Ok, bây giờ anh em mình sẽ bỏ ra các bạn ạ. Nào, bỏ ra đi.
Không biết là nó có chín chưa nữa. Ủa thiệt à? Bỏ bát đi đâu, bỏ bát được chấm ra không nó bay vào. Lên không? Đây, kia đây. Kia anh mình trái sẵn lá chuối kia rồi, trái sẵn lá chuối để anh mình ui, ui, nó bung. Cẩn thận nó bung. Thích của lá chuối à? Không dìm xuống là dính chặt à? Dính chặt vào. Úi giời. Úi giời. Ui thơm quá. Ui giời. Thơm phức. Một con đây rồi các bạn ạ. Vậy là một con đây rồi, sẽ thử con. Ăn cái con cây chứ hay ăn hai con luôn. Không biết là nó chín hay chưa nữa. Đó, ba thằng trẻ trâu rồi. Thấy thèm chưa? Đói chưa? Đói lắm. Anh mình quay cả buổi chiều, hiện tại giờ cũng đang khá là đói rồi các bạn ạ. Bây giờ sẽ không biết là nó chín hay chưa rồi. Đấy, bỏ nó ra luôn, bạn ơi. Thôi để xuống. Đấy. Để xuống đây luôn, đấy, thử mở ra nha. Bây giờ mình sẽ thử mở ra xem chín hay chưa nhá. Chín rồi, thử lắm rồi. Một con đi. Để. Cái con kia cây, ăn cả hai con đi. Một con cây mà. Ừ. Con này cây. Con này không cây. Ui, lóng vãi. Lóng vãi trưởng luôn. Cây mới nhầm ăn. À, lấy gì cho nó. Ui, rồi, đây còn đang bị... Ui rồi các bạn ơi. Con cây rồi. Đây không phải con cây đâu, con này tôi để thế mà. Không phải cái con cây luôn kia. Đó gọi là hơi cháy ở chỗ này các bạn ạ. Dao đâu? Ui. Thơm lắm. Các bạn ơi. Nhìn thấy chưa? Khói toác luôn. Nhìn thấy phê chưa? Bạn trẻ trâu thấy thích chưa? Đây thằng già nhà mày đây. Luật. Đâu rồi? Dính la sen. Bỏ con cái này, chỗ này nó bị dính la sen các bạn ạ. Mời cả nhà thưởng thức nhá. Mình nghĩ là nó chín rồi. Ui các bạn ơi. Khi mà cắt ra này nhìn không đã thấy phê rồi. Ok, bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị bỏ lốt con thứ hai ra để chuẩn bị cho vào để thưởng thức nhá. Mấy thằng trẻ trâu cho vào cái chỗ thơm rồi đấy. Mấy trẻ trâu cho nhấc con gà này vào cái chỗ lá chuối kia luôn để tí anh em mình ngồi đấy để thưởng thức. Mấy thằng cầm một chân cẩn thận không nó lóng đi. Ôm nó luôn. Không có dễ mà. Ủa. Đó. Chiều luôn trà đây. Cầm nhanh. Đấy, mang sang luôn. Ném mẹ không ao ấy. Đó. Quánh dầu ấy. Rồi. Cầm mày lấy đây. Lấy dầu. Nhìn ngon chưa các bạn ơi? Con này mới cay rồi. Nhìn không lại thấy ngon rồi. Vâng. Cậy mới cay ra nhỉ. Nào, mới kia thấy ngon chưa? Lấy cái lá. Hả? Nhìn thơm vãi. Thơm rồi, ăn thơm rồi. Nhìn ngon vãi các bạn ạ. Cậy bây giờ sẽ cậy lốt cái con thứ hai này ra các bạn ạ. Lấy cái lá chuối đậy lại. Lấy cái lá chuối đậy cái lại. Kiểu xúc sâu xuống dưới này, xúc sâu xuống dưới được. Đó. Mất lưỡi. Xúc sâu xuống dưới. Cá chim cắn mất lưỡi à? Bỏ cá đi, ăn gà đi. Giữ em đâm sổ. Để ban nước chấm thần thánh luôn. Ok. Úi giời, đâu cậy. Ai không thèm thì báo. Úi thơm quá. Đây. Đây là tức là cái công sức của anh em mình làm từ chiều đến giờ. Ui nó đang chảy nước luôn các bạn ạ. Lấy nước rộ đi. Cầm con dao ra. À, mình sẽ quay sát cho các bạn luôn nhá. Con này cực cay luôn. Con này đắp phải cho bộ một cân ớt. Vấy vấy đừng dùng. Ui giời. Ui giời. Con này gọi là thơm này. Ớt ui. Xả rồi. Ui. Các bạn ơi ngon vãi. Quá tuyệt vời. Đó, bây giờ anh mình sẽ bê răng để thưởng thức nha các bạn nhá. Rồi, xin xem nào. Ui giời các bạn ơi. Nhìn ngon lắm các bạn ạ. Thơm quá. Nhìn phê vãi trưởng luôn. Ui giời. Cắt lửa ra. Mấy trẻ trâu. Cắt lửa cho. Đấy, thèm chưa? Thèm chưa? Đói mỏi. Đó các bạn ạ. Đó, anh mình sẽ bắt đầu đánh chén nhá. Bắt rồi mà. Đấy chúng qua đây ăn. Nó gọi là hơi đỏ đỏ một tí nhưng mà đây là gà bởi vì đắp đất nên là nó sẽ bị như thế các bạn ạ. Không phải là sống đâu. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức các bạn ạ. Trời ơi, đang thèm quá rồi đâu. Trẻ trâu uống nước ngọt đi. Cho mấy trẻ trâu uống Coca các bạn ạ. Không cho uống bia nhá. Cho uống bia ảnh hưởng đến rất nhiều. Bạn uống nước ngọt đi, uống bia đi. Tôi uống bia. Ok. Đâu nhưng mà tôi phải làm cái đùi chú ở đây chú để kể. Tôi phải làm cái đùi để mời các bạn nhá. Cắt cho anh cái đùi để mời các bạn. Cắt cái miếng này này. Úi giời. Thằng này nó còn đang phát trực tiếp luôn các bạn ạ. Mình quay còn phát trực tiếp để khoe với cả mọi người trên cộng đồng mạng. Xin mời tất cả mọi người nhá. Tặng mình dép ngồi các bạn này. Úi giời ơi. Ui rồi các bạn ơi, đi. Mình cầm cái đùi gà đây rồi. Mình sẽ cho các bạn xem này. Cái đùi gà đây rồi, các bạn nhìn thấy ngon chưa? Mắc phê luôn, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức nha. Mình mời các bạn ăn cái đùi gà này nha các bạn nha. Mấy các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đó, đây mình lấy. Đó, ui. Các bạn nhìn thấy chưa, mắc phê luôn, đây là hơi đỏ đỏ chứ không phải là nó sống đâu. Bởi vì anh mình đắp đất lên là nó bị như vậy các bạn ạ. Wow, mình mời các bạn nha. Nào, thưởng thức thôi. Mình chém thôi. Nhìn ngon vãi. Mắc ngon. Ha ha, Hữu Bộ đang cục chống mông quay YouTube. Đây. Ai bảo đây? Đỗ Thị Hằng.
Đây mọi người ạ. Đây mình ai muốn xem những vlog hay thì vào hữu bộ cái vlog nhá. Rất nhiều vlog cũ rồi. Ở cả nhà nhá. Ngon luôn, nào anh em uống uống bia đi. Đây bộ bật bia đi. Hả? Bật bia đi uống. Ok, mình mời các bạn nhá. Mời xin mời tất cả mọi người nhá. Ngon quá. Thằng Trẻ Châu đang uống nước ngọt các bạn ạ. Ủa, cay thơm thế. Ủa, đùi lại ăn đùi đi. Mày cắt đùi đi, đi. Con dao cắt ra. Cái sườn này thơm lắm. Đây, cắt đi, cắt đi bên này. Cắt, giật luôn các bạn ạ. Phải giật bằng tay như này mới ngon này. Cái này rất chỉ thơm ngon. Tô này. Ăn đi. Cắt đôi. Cắt luôn, ăn luôn đi. Thế à. Cho bạn, thằng Trẻ Châu cho cảm nghĩ xem nào. Hả? Ngon lắm các bạn này. Có cơ hội ra gặp anh này, ngày nào cũng em không biết chán. Thôi chào tất cả mọi người nhá. Mấy anh em ăn đã, đang làm vlog. Đã đi, đã đi. Mọi người buổi chiều vui vẻ nhá. Rồi bây giờ tắt live stream rồi. Bây giờ thì anh mình sẽ tập trung vào cái quán ăn uống này các bạn ạ. Đó, vừa xin ý kiến gọi cái cảm nghĩ của ba thằng Trẻ Châu hôm nay được đi ra đồng và là ăn gà nướng đất sét này như nào? Mày đâu các bạn, đồng rất mát này, còn anh ơi đừng ngồi. Gà nướng mùi mắc thơm luôn. Ướt mẹ hết quần rồi. Toàn mỡ gà cháy đi thì mình xuống. Thôi đi đứng rồi. Ngồi ngồi xổm lên. Đúng rồi, đúng rồi. Thơm quá. Ui giời, mỡ nhớt. Thì nó sẽ cởi quần để ngồi ô tô. Không không ai nhìn thấy cả hay không? Thôi xong rồi, ướt mẹ hết rồi. Lần nào thấy mát mát. Ui mỡ này. Mát quá đúng không? Mời tất cả mọi người nhá. Ngồi đây, vào đây. Toàn mỡ gà chảy đít này. Hỏng, sai sách rồi. Hay ăn. Bình quân. Không sao. Đánh dầm. Mỡ gà thơm nhưng mà thôi, tiện đi bộ về. Mới sai đít, mới sai đít. À, tiện ngồi trên mấy cường. Cứ giật thẳng cái, gọi là cái gà các bạn ạ. Giật thẳng luôn, phải dao cắt làm gì gà. Thơm quá. Không biết ăn được hết không? Cố gắng. Mình sợ một con là ít quá nên mình phải mua hai con, bởi vì có thêm ba anh em này nữa nên là mình phải mua hai con để chống như mày em. Sợ ít, mỗi người ăn một ít, sợ thòm thèm các bạn ạ. Bớt đúng. Bớt ăn đi, em dù là múc bia ăn được. Mỗi cơm bốn bốn giá này trong cây. Cây này. Cây quá. Giờ cơm không lật được thế. Giật luôn. Giật thẳng luôn. Đấy chết tôi không, nữa đây ở đắp tạp này. Đang người tắm. Wow. Đang chút ngon. Cắt à? Cắt, ui đây. Chẳng lẽ là cái chuông đi vậy. Phê, ui dồi. Tí nó mất miếng coi ạ. Tí nó mất miếng này. Ngoài ngon vãi. Em cảm ơn. Tưởng đấy. Ui. Cảm, cảm nhận vị gà như là. Cắt thơm cũng hả? Mất thơm luôn ngon. Ngọt đúng không? Có vị vị thơm của gà nướng rất là ngon mọi người ạ. Cho có cái con có mà mới tìm không biết ăn khí được bên trong này. Con kia này, con này. Thịt bò nóng ấy. Thơm hết. Thơm phức. À. Phê phê phê. Thơm hết. Ai có bia uống bia, ai có nước bọt uống nước bọt. Gấp. Đang bận, giám đốc đang bận. Giám đốc đang bận. Mày ngu quá, không 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 đấy. Ngay dạng này được. Được, mặc xem đi được. Thơm thật đấy. Còn mỡ. Còn mỡ gà với mùi sả. Mọi người ngồi ướt hết rồi. Thế là nó ngồi vào cái rãnh nước của gà các bạn ạ. Món á? Món, món. Nước trong con gà chảy ra nó ngồi vào cái chỗ khi mà cái chỗ trũng trũng ấy thì thành ra lên là bị như vậy. Ướt hết quần rồi. Ướt hết cả quần luôn. Thương mỡ phức. Gà chảy vào. Thơm phức luôn. Quay lại tuổi thơ. Đây rồi anh mình làm một cái gọi là nướng gà ở ngoài đồng cho anh em coi là đi trở về tuổi thơ các bạn ạ. Đó. Không, cũng không phải là trở về tuổi thơ mà người ta kể cả gì chưa chắc người ta đã có thời gian người ta đi nướng ngồi ăn uống như này các bạn ạ. Nó một cái kiểu rất là dân dã luôn, mình rất thích cái kiểu như này.
ngồi mấy anh em chỉ là làm cái cọi clip này thì khi mà làm gà ấy, chuẩn bị gà rất là mất thời gian, tốn rất nhiều công sức con ạ. Như hai con gà mình phải chuẩn bị cả buổi sáng này, không rồi còn cái sắm lại đây. Đồ sau mang bán gấp ra đây ngồi luôn em. Đỏ quá anh ơi. Quá biển đầy. Đỏ quá. Phi. Chú cứ ăn đi. Đây ăn. Cày quá. Ủa. Ôi. Dạ. Ông chú quy ở đây bảo là cho cá để đầu tư để tài trợ chương trình cá nướng các bạn, nhưng mà mình không có thời gian nữa bởi vì hiện tại làm xong cái món gà đã mất buổi chiều rồi, tức là gần tối rồi, mình không còn kịp thời gian nữa, nên là hẹn vào một ngày khác các bạn ạ. Ok. Vậy em lâm đưa một bộ này toàn mỡ gà Trung Quốc là nó đi đến đấy quá là cháu nhà chú và trái răng, nhưng mà đây là cái đấy đây khối đây đấy ngon không cái gì vậy chú? Đâu đây chú làm nó bia đây rồi cho xin nào xin chúc sức khỏe rồi nè quay đi đây chú tỏ trong đây đầy đấy ngồi trong này ngồi đây ngồi đây ngồi đây đúng rồi ngồi đây đúng rồi kia. Rồi, không cần, ủng hộ chương trình của Hữu Bộ Vlog. Ông Đàn nó bảo con xem. Ngồi chưa làm lo nó đi. Dạ. Nó bảo con xem coi cái chạy mất dép. Tôi phá hết mấy cái video nhưng mà bởi vì liên quan đến rất nhiều chính sách. Ông quay ở ao này nó bảo con xem coi cái này chỉ chạy mất dép. Đúng là ngồi giữa đồng mà ăn gà lướng. Đó, các bạn ạ, vậy là anh mình gọi là khi mà lướng gà xong là anh mình sẽ di chuyển để về các bạn ạ, coi như là mất một buổi chiều rồi. Ok, giờ anh mình sẽ dừng clip này ở đây và để thưởng thức nút chỗ gà này, rồi anh mình sẽ di chuyển đi về, không trời nó tối mất rồi. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye các bạn đi. Bye bye.